Cứu khỉ một nạn, khỉ cứu lại một làng. Tại khu rừng rậm Kim Phật Sơn, Trùng Khánh, có câu chuyện cảm động giữa khỉ và người như sau. Cuối tháng 7 năm ngoái, tại vùng núi phía Bắc, sơn dân Vương Chí Thành vào rừng hái thuốc, gặp một con khỉ lông màu xanh đen hơn 2 tuổi, đang bị thương nơi tay trái. Ông liền bồng nó về, lo chăm sóc băng bó vết thương để nó nghỉ dưỡng trong nhà. Được một tuần, vết thương con khỉ đã lành, nó bèn ra đi. Nhưng hàng ngày nó vẫn quay về thăm ông Vương, thậm chí còn giúp làm việc nhà. Thỉnh thoảng có mấy chú heo rừng, nhím và các loài thú khác tìm tới trộm thức ăn hoa trái trong vườn, thì con khỉ này thường xua đuổi, dọa chúng phải bỏ chạy. Một ngày cuối tháng 9, khoảng 3 giờ sáng, Vương Chí Thành còn đang say ngủ trong nhà. Bỗng nhiên nghe tiếng đập cửa dữ dội và tiếng la hét chí chóe, khiến ông tỉnh giấc. Ông vội mở cửa ra xem thì thấy con khỉ về thăm. Ông tiến tới ôm nó, nhưng thái độ nó lộ vẻ cuống quýt lạ kỳ. Nó né khỏi tay ông và gấp rút kêu to. Ông Vương ngơ ngác không hiểu, con khỉ đưa tay chỉ về phía sau núi. Vương nhìn theo, ông kinh hoàng khi thấy trên núi đất đá đang đổ sụp và từng tảng đá to thì nhào rơi xuống không ngừng. Con khỉ đưa tay kéo ông Vương chạy. Ông Vương cuối cùng đã hiểu nguy hiểm đang xảy ra, thế là ông lao vào nhà, lấy vợ, bồng con, tất cả cùng chạy bay ra ngoài. Tiếp đến, ông đi đập cửa từng nhà. Toàn thôn có 5 hộ, tổng cộng hơn 20 người. Bọn ân nhân cứu họ kịp chạy ra ngoài, đào thoát, trong khi sơn thạch khổng lồ đang ào ào rơi xuống, hủy diệt hết nhà cửa trong thôn. Sau khi thoát chết, nhiều thôn dân xúc động, bật khóc, nói: "Thật nguy hiểm quá, nếu không nhờ con khỉ này cứu mạng thì chúng ta đều chết cả." Dân làng thoát hiểm xong, xúm nhau tìm kiếm ân nhân cứu mạng, thì phát hiện con khỉ đang ở trên cây, nhìn họ đầy yêu thương và vui mừng, miệng phát ra tiếng kêu kho kẹt. Xem xong câu chuyện này, xin mọi người hãy giới sát phóng sinh. Vì ban cho sự vật, sống cũng chính là ban cho mình sự sống. Cứu người cũng là cứu mình. Hành vi cứu sinh, phóng sinh đem lại lợi ích vô cùng, công đức lớn lao không thể kể hết. Nam mô A Di Đà Phật.